Thực đơn hàng ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến với các bạn món vịt muối xả chiên. Mình sẽ không làm món kho nữa, mà hôm nay mình sẽ làm món vịt muối xả chiên này. Ăn rất là ngon đó các bạn. Mình sẽ ướp thịt vịt xong rồi thì mình sẽ phi xả lên mình chiên. Ăn kèm với món vịt thì mình sẽ có món bí đao nấu canh rất là ngon. Ở đây thì mình có nửa con vịt và một cái đùi. Mình sẽ sơ chế rửa sạch và rút xương sườn. Hôm trước mình đã chia sẻ đến với các bạn cách rút xương sườn vịt rồi. Hôm nay thì mình sẽ rút xương, rồi mình sẽ rửa sạch. Sau đó mình sẽ ướp thịt vịt rồi đem đi chiên. Ở đây mình có vài tép xả và vài tép tỏi, một trái ớt. Mình sẽ băm nhuyễn xả ra, và tỏi mình cũng băm nhuyễn, và một trái ớt thì mình sẽ cắt nhỏ. Món canh hôm nay có hai trái bí đao non, mình sẽ nấu canh. Vịt sau khi sơ chế rửa sạch thì mình sẽ cắt ra từng miếng vừa ăn, cánh và cổ. Mình sẽ nấu canh bí đao, còn phần nạc thì mình sẽ ướp để chiên xả. Mình cắt từng miếng vừa ăn và mình cắt riêng hai cái đùi ra. Mình cắt đùi cho gọn để mình ướp cho thịt được thấm. Phần cánh và cổ thì mình để riêng ra qua một cái nồi để lúc nữa mình nấu canh bí. Còn thịt thì mình sẽ đem đi ướp. Đầu tiên mình sẽ cho một muỗng nhỏ muối bọt, một muỗng nhỏ đầy. Mình cho ít muối thôi nha các bạn, ướp nhiều muối mặn quá không ngon. Kế đến là một muỗng rưỡi nhỏ hạt nêm. Hai muỗng nhỏ bột ngọt. Với món này thì các bạn đừng ướp đường nhé. Ướp đường vào thì mình chiên sẽ bị khét không ngon. Với gia vị như thế này thì thịt ngọt tự nhiên rất là ngon. Đây là gói ngũ vị hương. Các bạn sẽ lướt sơ qua, mình sẽ rắc sơ qua vịt, đừng cho nhiều quá. Cho một ít như thế này thì vừa đủ độ thơm. Sau đó thì mình đeo bao tay vào và mình sẽ bóp cho thịt vịt được thấm gia vị, rồi mình để một lúc. Trong thời gian đợi thịt vịt thấm thì mình sẽ đi nấu canh. Cánh và cổ mình cho vào nồi, mình cho vào một tô rưỡi nước. Sau đó mình sẽ cho một muỗng rưỡi nhỏ muối hạt. Một muỗng nhỏ hạt nêm. Sau đó thì đậy nắp lại nấu cho sôi. Bí đao mình đã rửa sạch cắt miếng vừa ăn. Hành ngò thì mình cắt nhỏ để cho vào canh. Sau khi nước sôi mình sẽ dỡ nắp ra. Nồi canh có bọt thì mình sẽ hớt cho sạch bọt. Sau khi để sôi một hồi cho thịt vịt mềm thì mình sẽ cho bí đao vào.
cho bí vào nấu cho sôi lên, thì mình sẽ chuẩn bị tắt bếp. Vì bí vừa sôi thì bí cũng chín, bí chín nhanh lắm các bạn. Mình sẽ cho thêm vào một muỗng nhỏ bột ngọt. Sau cùng là mình cho hành ngò cắt nhỏ vào. Như vậy nồi canh mình đã xong, mình tắt lửa và mình chuẩn bị bắt xuống. Nồi canh mình đã bắt xuống rồi nè các bạn. Mình đợi làm thịt vịt xong thì mình sẽ dọn cơm ra ăn thịt vịt muối chiên, ăn cùng với canh bí đao. Mình sẽ bắt mổ lên một chảo dầu hơi khá một chút. Dầu nóng mình sẽ cho thịt vịt vào chiên từ từ. Đầu tiên mình sẽ cho hai cái đùi vào trước. Và sẽ gấp thịt bỏ vào. Mình sẽ chiên hai lần. Mình chiên một lần ít như thế này để thịt thấm và vàng. Đừng bỏ nhiều quá, thịt sẽ lâu vàng. Khi thịt vàng thì mình sẽ trở bề qua lại. Mình trở bề qua lại cho đến khi thịt vàng thì mình sẽ gấp ra một cái rổ lượt dầu cho dầu ráo khô. Các bạn đừng sợ chiên vịt như thế này thì nhiều mỡ nhé. Mình bỏ dầu nhiều và mình chiên, mỡ trong vịt sẽ ra hết và thịt vịt sẽ khô ráo, không có mỡ. Sau khi mình vớt vịt chiên đợt đầu ra hết thì mình sẽ cho chỗ vịt còn lại vào mình chiên cho hết. Mình cũng trở bề qua lại cho vịt được vàng giòn. Đây là đùi vịt và những miếng vịt mình chiên lần đầu. Khi vịt ráo dầu rồi thì mình sẽ rắp ra đĩa để rổ trống, mình sẽ gấp vịt chiên đợt 2 vào cho ráo dầu. Đây là những miếng vịt chiên còn lại, mình sẽ bỏ vào rổ cho ráo. Rồi mình sẽ bắt cái chảo trở lại, mình sẽ cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Đầu tiên mình sẽ cho tỏi băm vào trước,
để mình xào. Khi tỏi vừa vàng thì mình sẽ cho sả ớt vào hết. Và mình xào tỏi sả lên cho vàng. Khi tỏi và sả vừa hơi vàng, các bạn đừng để vàng quá nhé, thì mình cho thịt vịt vào luôn để mình xào. Trong quá trình mình xào vịt thì sả tỏi cũng sẽ vàng luôn. Mình sẽ xào cho thật nhanh tay nhé các bạn. Thật nhanh tay và mình sẽ xóc lên. Mình sẽ cầm hai quai chảo xóc lên cho sả, tỏi, ớt thấm vào vịt. Mình làm như thế này thì thịt sẽ không bị khét mà sả tỏi cho sau cùng lại vàng thơm rất ngon. Mình sẽ xào cho thấm như vậy là chảo thịt vịt, muối sả chiên đã xong rồi đó các bạn. Da vịt giòn, ngon lắm. Và thịt thì thấm gia vị, thấm sả rất là thơm. Món ăn này thì mình sẽ ăn kèm với món canh bí, nấu với cánh vịt và cổ vịt. Rất là ngon, rất là đậm vị. Mình chào tạm biệt các bạn nhé.